Rồi, chào anh em. Bữa nay bên mình mới về một cặp Jippo làm clip trên tay giới thiệu tới anh em ha. Hai em này rất là mạnh mẽ, quy lực ha anh em, mang lại sự may mắn, an lành, mạnh mẽ cho anh em ha. Bên phải là em Police Brad đồng khắc chìm mà mảnh hổ ha anh em, cọp đấu ha. Bên trái là em cà rôm khắc đại bàng đang đấu với chú rắn ha anh em. Trên tay giới thiệu tới anh em ha, anh em có nhu cầu alo mình ship cho anh em chơi ha. Rồi đây là em Police Brad đồng khắc chìm chú mảnh hổ ha anh em, một cặp mảnh hổ luôn ha, mặt trước mặt sau luôn anh em, hàng mới 100%, chính hãng Jippo Mỹ ha, zin từ ga tới z đáy bằng ha anh em. Em nó mới về mở hộp trên tay với anh em luôn. Hàng mới 100% ha anh em. Giấy tờ hộp đựng mã vạch chính hãng đầy đủ ha. Full box luôn. Khắc chìm một cặp mảnh hổ ha anh em, ha anh em. Mặt trước mặt sau luôn. Ở trên là chữ Jippo ha. Cặp mãnh hổ mang lại mạnh mẽ, may mắn, vui vẻ cho anh em ha, quy lực zin từ A tới Z luôn. Em nó mới về nha anh em, zin chưa đụng gì tới ha, show kỹ cho anh em xem luôn, chính hãng Jippo Mỹ ha anh em. Hàng Mỹ thì rất là nhạy lửa ha, độ bền cao. Anh em nào đã dùng hàng bên mình ủng hộ rồi thì quá rành này ha. Khắc chìm tinh tế sang trọng ha anh em. Nguyên một cặp mảnh hổ luôn. Hàng Mỹ thì anh em dùng xăng đá chính hãng là ok ha. Xăng đá xịn vô là ok ha anh em. Rất là tinh tế, một chú mảnh hổ đang đấu nha anh em. Police Brad đồng full box luôn, anh em sử dụng hoặc làm quà biếu cũng ok ha, quà tặng quà biếu cũng ok luôn anh em, mới 100%, mảnh hổ Police Brad đồng ha anh em. Còn đây là em Chrome khắc chìm chú đại bàng đang đấu với rắn ha anh em, rất là mạnh mẽ, cuộc chiến nơi hoang dã ha. Mặt sao trơn bóng anh em ơi. Hàng chính hãng với Jippo Mỹ luôn nha anh em. Đáy lõm nha anh em. Hàng Mỹ đầy đủ hộp đựng giấy tờ luôn nha. Chrome trắng. Mới 100%, zin từ A tới Z luôn, chưa đụng chạm gì tới em nó. Anh em về châm lửa lên là xài ha, châm xăng vào là xài ha. Mặt sau trơn bóng, mặt trước ở trên là chữ Jippo, ở dưới là chú đại bàng đang đấu với rắn. Zin từ ga tới z luôn. Anh em xem hình ảnh chi tiết các em nó thì click vào đường link Facebook ha nha. Phía dưới video ha. Vô trang fanpage mình xem ha anh em. Xem hình ảnh chi tiết các em nó ha. Anh em kéo xuống xem giá phía dưới video luôn. Mình bao ship miễn phí toàn quốc cho anh em. Mới 100%. Chrome trắng ha anh em. Mã vạch đầy đủ ha. Giấy tờ kèm theo luôn. Rồi, có gì anh em đăng ký kênh ủng hộ ha. Mình update liên tục video nha anh em. Bye anh em.